Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 18 tháng 5 năm 2022. Thì trước khi vào bản tin ngày hôm nay, rất mong anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Thì đến với bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận định thị trường và cùng điểm qua những cái tin chính trên thị trường trong phiên ngày hôm nay. VN Index hôm nay thì cũng tăng 12,39 điểm, tương đương 1,01%. 272 mã tăng và chỉ có 177 mã giảm. Số mã tăng thì vẫn đang áp đảo số mã giảm. Với VN30 thì hôm nay thì tăng nhẹ hơn một chút với 6,86 điểm, tương đương 0,54%. 10 mã tăng và 13 mã giảm. Thì trong phiên này có hai mã trần ở trong VN50 với Masan này và STB. Thì đây là hai cái mã cổ phiếu, và ngoài ra thì cùng với cả GAT nữa. Đấy, GAT hôm nay cũng tăng tương đối là mạnh. Đấy, mức tăng lên 4% nó khiến cho giữ cái nhịp chỉ số đó vẫn được đóng xanh. Đấy. Còn lại thì trong phiên hôm nay thì không có quá nhiều biến động. Đấy, chỉ có biến động rất là nhiều nếu mà ai giao dịch phái sinh. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng là chỉ tăng có 0,1 điểm thôi. Tuy nhiên cái biến động trong biên phái sinh rất là lớn. Đây chúng ta nhìn thấy rằng là từ thấp nhất là 1.265 cho đến cao nhất là 1.304, biến động nó tương đối là mạnh và cái sự rung lắc này nó là một điều dễ hiểu thôi. Thì trong này trong phiên ngày hôm nay thì mình có nhận định thị trường như sau này. Đấy, trên khung đồ thị daily, VN Index đã vượt qua khỏi cái vùng quá bán ngắn hạn và dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh. Dự kiến VN Index có thể rung lắc với hỗ trợ vùng 1.210 đến 1.220, sau đó thì sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1.280, 1.230. Trong ngắn hạn thì rất nhiều cổ phiếu sẽ có cái nhịp tăng từ 10 đến 15 đến 30% từ đáy 1.500, 1.155. Đấy, giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiếp tục mở vị thế mua đầu cơ ngắn hạn. Đấy, tuy nhiên là phải chọn lọc. Đấy, chọn lọc các cái mã cổ phiếu, bởi vì chúng ta thấy rằng là thanh khoản trong phiên này, trong giai đoạn này thì nó rất là thấp, và để tạo được một cái sóng mạnh thì nó sẽ rất là khó khăn và cần thời gian rất là lâu. Đấy, cho nên giai đoạn này nếu mà muốn mua cái gì thì chúng ta cần phải xem xét thời gian để xem xét lọc chọn lọc kỹ các mã cổ phiếu mình mua được. Đấy, hôm nay thì ở trong cái bản này thì mình có một số các mã cổ phiếu chúng ta đều có những cái khuyến nghị và cập nhật mới liên tục. Đấy, trong phiên ngày hôm nay thì mình có nhận định rằng là lúc đầu thì mình nghĩ rằng thị trường chỉnh ngay, có nghĩa là trong phiên sáng thì thị trường sẽ chỉnh ngay. Tuy nhiên rằng là với VCI này, hôm nay thì sáng nay có VCI ở trong dòng chứng khoán nó đóng trần ngay từ dòng phiên sáng rất là khỏe, khiến cho thị trường nó bắt đầu là có nhịp FOMO và nó không giảm để cho chúng ta mua. Cho nên là hôm nay nó không giảm như kỳ vọng của mình thì mình cũng không có tham gia vào thị trường nữa. Và hôm nay thì chủ yếu là thấy các cái nhịp cổ phiếu, hôm nay thì các cái mã cổ phiếu như là dòng SSI này, hay là GIC này, hay là VCG của mình thì hàng đều về hết rồi, cho nên là mình canh chốt lời dần thôi, chứ không chưa có khuyến nghị mua thêm. Chứ mua thêm với hầu hết các mã cổ phiếu, bởi vì là nó cũng chưa về các cái vùng mà mình thấy hấp dẫn để mua. Trong dạng này thì chỉ có một là chốt lời dần, hai là có thể là nắm giữ thêm thôi. Đấy, đây chỉ là nhịp hồi sóng hồi, tăng nhanh thì sẽ nhanh đến cái vùng kháng cự. Đấy, áp lực cái bán ở trên vùng 1.250 sẽ khá là mạnh. Đấy, nhà đầu tư lưu ý tuyệt đối không mua đuổi mã nào hết. Đấy, chủ động chốt lời và lô ngày 10 tháng 5 này, hay ngày 13 tháng 5 theo kỳ vọng thôi. Thì mua lại vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu, có nghĩa là đây, ví dụ như là các mã cổ phiếu mùng 10 tháng 5 mình có AA nhé. Đây này, mùng 10 tháng 5 mình có khuyến nghị với AA. Hay là rất nhiều mã cổ phiếu mùng 10 tháng 5 mình đã khuyến nghị rồi. Thì dạo này thì chúng ta hãy canh chốt lời các cái mã cổ phiếu dạo đó thôi, chứ còn để mua mới hay là để mua đuổi thì hạn chế tham gia, hạn chế mua. Đây, các cái mã cổ phiếu mùng 10 tháng 5 mình cho khuyến nghị mua này. Đây, ví dụ như AA này, AMS này, đấy thì chúng ta rất nhiều mã cổ phiếu này thì giai đoạn này chúng ta hãy chốt lô này đi. Đấy, còn cái lô mua thêm thì chúng ta có thể cầm thêm được, không nhất thiết là phải chốt hết được. Đấy, chỉ có cái điều là chúng ta hạn chế mua đuổi trong phiên hôm nay. Đấy, rất nhiều các mã cổ phiếu hôm nay tăng xanh, nhưng tuy nhiên rằng là kéo được bán nó tương đối là mạnh. Ví dụ như là hôm nay có VCI trong lúc chiều thì cũng có những lúc mà nó mất trần rồi. Đấy, và thậm chí rằng là VCI hôm nay chúng ta thấy là cái dư bán trần cái lúc chiều, đầu giờ chiều nó tận hơn 1 triệu cổ trần, tuy nhiên là có những lúc mà nó bán trần luôn. Hay như kiểu FTS này thì chúng ta thấy rõ rằng cái lực bán nó dương nó là mạnh. Đấy, mặc dù là cái con FTS này có mũi T2 thôi nhé, chưa về luôn. Hạn chế mua đuổi,
Đấy, khối lượng giao dịch rất là thấp. Hôm nay dấu hiện giao dịch rất là thấp, nhà đầu tư tuyệt đối không mua đuổi. Chờ thị trường trong chờ thị trường điều chỉnh trở lại trong các phiên tới thì lúc đó nhiều cổ phiếu sau nhịp hồi này sẽ quay lại vùng vùng khuyến nghị mua. Đấy, thị trường chúng ta hãy lúc đấy thì chúng ta mới quan tâm và có thể là kênh mua được. Đấy là các cái nhận định trong phiên ngày hôm nay của mình. Đấy, còn chúng ta quay trở lại với cả cái khung đồ thị của VN-Index. Chúng ta thấy rằng là VN-Index ở đây là khung ngày nó sẽ có một cái hỗ trợ như hôm qua mình kể thôi. Có một cái hỗ trợ gần nhất sẽ là quanh cái vùng này. Đấy, quanh cái vùng 1280 này, 1270 này hay 1280, và trong cái điều kiện mà nó mà có cái dòng tiền nó khỏe hơn, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng VN-Index sẽ có một nhịp hồi lên 1300. Thế tuy nhiên với phiên thanh khoản ngày hôm nay thì cũng chưa có tín hiệu gì nó rõ rệt, nó quá rõ rệt cho cái việc mà thị trường nó sẽ hồi lên ngay 1300. Đấy, và cái áp lực bán của cái trên vùng 1250 đến vùng 1275 này nó đã phản ứng rõ rệt rồi. Chúng ta thấy rằng là hôm nay đóng nến là một cây doji, có nghĩa là một cây nến lưỡng nữ. Đấy, có cái áp lực chốt lời từ các cái áp lực chốt lời, chúng ta thấy rằng là nó liên tục trong phiên ngày hôm nay rồi. Đấy, cho nên là trong các phiên tiếp theo mà thị trường nó có hồi lên được vùng 1268 này, 1270, 80 thì chúng ta sẽ có thể là canh chốt lời dần được. Còn là trong cái trường hợp mà nó tiêu cực hơn, có nghĩa là nó sẽ chỉnh về mạnh về cái vùng này. Đấy, thực ra là mình không đánh giá cao cái phần mà nó sẽ chỉnh một nhịp ngay về cái vùng 1172 này, hoặc là có nghĩa là vùng đáy cũ, thì mình không có cái kịch bản nó chỉnh về ngay về đấy, mà nó sẽ có những cái kịch bản nó sẽ chỉnh về đây, ví dụ như là này. Đấy, nó hình thành một cây nến như thế này thì trong phiên mai chúng ta sẽ canh mua được nhé. Trong phiên mai chúng ta sẽ canh mua được nếu mà có những cái tin tức xấu, tin tức bất lợi, hay là thị trường nó giảm một cái nhịp. Và ngoài ra ấy, nếu mà nó đã giảm như này thì chúng ta cũng vẫn phải cần những cái vẫn phải cần các cái điểm mua nhé. Đấy, điểm mua phải đẹp. Đấy, ví dụ như là SDI có thể là trong các phiên ngày mai nó có chỉnh về quanh cái vùng 27 đây, có thể là về 269 này, hoặc thậm chí về 262, có nghĩa là về các cái vùng giá mua thì chúng ta có thể là canh mua được khi mà hôm nay mình đã khuyến nghị cho bán hết rồi, đúng không? Bán hết cái lô từ hôm 10, 11, 12 rồi. Đấy, thì đấy là với SDI. Ok, VN-Index thì đấy là các cái kịch bản của VN-Index nếu mà trong trường hợp mà chỉnh và trong trường hợp mà tăng, thì đây là hai kịch bản của VN-Index với mình. Trên khung đồ thị tuần của VN-Index thì hôm nay có một phiên nó hồi phục trở lại trong MACD. Những cái điều cái nhịp hồi phục này cũng là điều dễ hiểu khi mà nó đã có 6 tuần giảm rồi. Đấy, 6 tuần đây, nó đã có 6 tuần giảm giá, và ngoài ra thì nó đang ở ngoài cái giải Bollinger Band, cho nên cái chiều hướng mà nhịp phục hồi lên vùng 1230, đây là cái vùng mà có cái đường MA5 nó hiện hữu ở đây, cho nên là mình vẫn có những cái view nó sẽ hồi phục về. Đấy, nó sẽ hồi phục về đến vùng đấy. Tuy nhiên là trên con đường mà nó hồi phục về, nó sẽ có rất nhiều các cái nhịp rung lắc. Đấy, và đây sẽ là cơ hội cho chúng ta chọn hàng, chứ đừng mà đừng cánh mua những cái mã cổ phiếu mà nó yếu. Đấy, nói chung là mình không đánh giá riêng lẻ, nhưng mà nói chung là mọi người hãy hạn chế mua các mã cổ phiếu là nó yếu trong cái giai đoạn phục hồi này. Đấy, với cả VN30. VN30 thì hôm nay lại chui vào mây, và cái vùng kháng cự của nó sẽ ở quanh vùng 1328. Đây là cái vùng lý tưởng cho chúng ta chốt lời giọt, chốt lời long. Đến với khung ngày thì cũng tương tự là VN-Index thôi. Đấy, VN30 thì sẽ có cái kháng cự vùng 1323 ở đây. Cũng là một cái vùng kháng cự lý tưởng cho chúng ta có thể là canh chốt lời được. Mà trong chiều hướng mà không quá tích cực thì khả năng cao nó cũng chỉ lên được quanh vùng này thôi, 1300. Thì đấy là với VN30. Chúng ta cùng đến để qua một số các mã cổ phiếu dòng các dòng khác trong phiên ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rằng là có STB này, hôm nay cũng tiếp tục tăng trần. Đây là một mã cổ phiếu mà trong giai đoạn này thì nó yếu hơn cả dòng ngân hàng, cho nên là cái nhịp phục hồi của nó sẽ là điều dễ hiểu thôi. Và nếu mà chúng ta có STB thì chúng ta sẽ có thể là hàng nó về, và chúng ta sẽ canh chốt lời được dần quanh vùng 23, 22. Đấy là với STB này. SHB thì tương tự. SHB thì chúng ta có kháng cự rất là mạnh ở đây, và mình khẳng định rằng là cầu của nó ở đây rất là lớn quanh cái vùng 14.7, thì chúng ta có thể là kênh xem xét chốt lời quanh cái vùng đấy được. Nên là với SHB, với banh thì cũng tương tự thôi. Với banh thì nó sẽ chỉ nhìn lên một tí vùng 15.4 thì thôi, thì chúng ta có thể xem xét được. Techcombank này hôm nay cũng bị bán cuốn cụt đầu luôn. Này thì tăng có 3%, và cái kháng cự của nó quanh vùng 37.5. Hôm nay dòng thép hôm nay thì mình có con Nam Kim này. Nam Kim trong phiên hôm nay thì có những lúc đã tăng trần này, gần tăng trần này. Đây, có lúc tăng trần rồi. Tuy nhiên là cái áp lực bán nó khiến cho cổ phiếu nó chưa tăng được đến cái mức tốt nhất. Đấy, thì
chúng ta với Nam Kim chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp lên vùng 30, chúng ta sẽ canh bán được với Nam Kim. Hôm nay Nam Kim thì mới chỉ là T2 của mình thôi, chưa hàng chưa về, và hầu hết các mã cổ phiếu trong giai đoạn này nó phục hồi sau thì nó cũng sẽ đi đủ biên độ nhé mọi người hãy tin, mọi người hãy nhớ là nó sẽ đi đủ biên độ chứ nó không phải là cứ lên một cái nó chưa kịp hàng về mà nó bán đâu. Các mã cổ phiếu hồi phục sau thì nó cũng sẽ hồi phục mà nó sẽ gọi là chậm hơn một chút thôi, kiểu gì nó cũng sẽ đi đủ biên độ hơn. Đấy, HSG hôm nay yếu hơn một chút này. Đấy, hay HPG thì hôm nay đóng tam chiếu luôn, mặc dù là nó tạo cái mô hình rất là đẹp ở đây nhưng nó vẫn đóng tam chiếu. Nên là cái mã cổ phiếu này hôm nay thì có một cái phần nào đó nó liên quan đến điều tiết phái sinh nhiều hơn. Đấy, thì với HPG thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó về quanh vùng 39.7 là sẽ có thể là canh bán được. Chứng khoán thì hôm nay chỉ có TVS này, VCI này, VCI hôm nay thể hiện thực sức mạnh rất là tốt khi mà thanh khoản nó tham gia vào và MACD nó đã cắt lên ở đây rồi. Đấy, thì với VCI thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà mình thấy tương đối khỏe, và bởi vì nhưng cũng bởi vì là nó chạy sau, nghĩa là nó chạy sau các mã cổ phiếu khác dòng cùng ngành, ví dụ như là SSI hôm nay nó đã vào bắt đầu vào pha chỉnh rồi này. Đấy, thì đây là một mã cổ phiếu mà nó sẽ chạy sau, nên là cái giai đoạn này thì nó khỏe hơn một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Đây là với VCI thì có hàng chúng ta cầm thêm và với mục tiêu của nó quanh vùng 38. FTS thì hôm nay trần nhưng mà nó cũng không giữ được, và cái kháng cự của nó quanh vùng 39.6 thì nó rất nhiều cung ở đây, chúng ta sẽ xem xét chút lời. SBS này, SBS thì cái vùng ở đây nó rất là nặng, quanh vùng 9.3 chúng ta sẽ canh bán được. BMI này cũng tương tự thôi, các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì hầu hết là như thế. Chúng ta cùng nhìn với cả SSI hôm nay mình cũng có chút lời nhiều với SSI này. SSI thì nó cái vùng kháng cự của nó quanh vùng 31 này, 30-31 chúng ta sẽ canh bán dần quanh cái vùng này được. Còn trong trường hợp mà nó về một nhịp ngay vùng 26 thì chắc chắn sẽ đây sẽ là một cơ hội chứ không phải là còn rủi ro nữa. Tiếp theo với dòng cao su thì cũng không có quá nhiều mã cổ phiếu để xem. Bất động sản thì hôm nay có rất nhiều mã tăng trần, tuy nhiên rằng là cái nhịp cái đà giảm thì nó vẫn chưa thoát được hết. Đấy, ví dụ như OGC này hôm nay có bắt đầu có nhịp giảm sàn, mặc dù là cái mã cổ phiếu này trong giai đoạn trước thì nó có cái nhịp nó tăng hồi phục trước thị trường, tuy nhiên trong giai đoạn này thì nó hơi bị yếu. EDG hôm nay cũng giảm đến 2%, và cái mã cổ phiếu này thì cái EDG hôm qua mình cũng đã nói trong cái video ấy, nó là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó đang có cái tín hiệu tạo lead thị trường. Đấy, lead thị trường cũng nghĩa là leading các cái dòng cổ phiếu của nó. Đấy, các cái ngành cổ phiếu của nó, và nó sẽ lead thị trường trước, bởi vì là đây là một mã cổ phiếu mà nó hồi phục trước. Đấy, nó không giảm thùng đáy và nó còn hồi phục trước, giống như PVS chẳng hạn. Cho nên là trong các phiên tiếp theo đấy, cả thị trường nó sẽ nhìn các cái mã cổ phiếu như này, thì bây giờ chúng ta có thể là kỳ vọng là một hai phiên tới nó sẽ có một nhịp chỉnh nhẹ, thì đây sẽ là cơ hội của chúng ta nhé. Đấy, tích lũy ở trên đường M20 rồi này, M20 thì đang có những tín hiệu là nó sẽ bẻ ngang ra, thì đây sẽ là cơ hội cho chúng ta đấy, với EDG trong các phiên tiếp theo này. Đô thì hôm nay cũng trần, nhìn cái dạng chạc của nó thì trên khung ngày của nó thì cũng chưa tạo máy MACD, cho nên là chúng ta không có hàng, chưa có hàng thì chúng ta cũng hạn chế mua đuổi. Đấy, nếu có bắt thì với đất mới đích này. Đấy, đây là các mã cổ phiếu mà nó đã tình thành tín hiệu phân kỳ rồi, và trong các phiên tiếp theo thì cần phải có thêm tích lũy nhé, chúng ta mới nên mua được cái mã cổ phiếu này. Cái hôm nay RE thì cũng tăng tương đối tốt. Hôm nay dầu khí đây, dầu khí thì hôm nay có PVS thì có canh có chỉnh trở lại. Đấy, thì mình kỳ vọng rằng là PVS nó sẽ có những nhịp tích lũy quanh vùng 25-26 thì chúng ta mới có cái điểm mua. Còn lại thì nếu mà có tăng ngay thì mình cũng không mua được cái mã cổ phiếu như thế này. PVC này hôm nay giảm này, có BR thì hôm nay tăng, nhưng mà tuy nhiên là mã cổ phiếu này nó chưa tăng trong giai đoạn trước. Đấy, chúng ta nhìn thấy hai cái mã cổ phiếu này nó tương tự chạc như nhau đấy, PVS với cả BR tương tự chạc như nhau trong cái cây này. Cho nên hôm nay nó tăng là điều dễ hiểu thôi. Đấy, giai đoạn này thì nó cứ đánh đồng pha với nhau. Hôm nay dòng dầu khí thì có gas, hôm nay có lít thị trường này, có giữ điểm số, hôm nay gas tăng tốt, nhưng mà cái thanh khoản như này đối với mình cũng không quá là xác nhận. PVD hôm qua dòng trần nhưng hôm nay thì cũng chỉ tăng một chút, và hình thành cái cây nến như này thì là một cây nến mà nó đang bị có cái gặp xác nhận là cái vùng kháng cự vùng 19.4 này nó cũng tương đối là lớn, nên là mã cổ phiếu này chúng ta cần thêm thời gian nữa. Ok. Như vậy là đã đi hết cái bản tin ngày hôm nay. Thực ra là hôm nay thì một phiên giao dịch nó không quá nhiều biến động, và chủ yếu là hàng về. Đấy, chúng ta kể cả cậu không bắt được từ ngày 10-12 thì chúng ta hàng hôm nay thì cũng hầu hết là đến T2 và T3 rồi. Đấy, cũng gần như là về hết rồi, thì chúng ta xem xét cái việc chốt lời dần một phần. Đấy, để có những cái nhịp điều chỉnh rung lắc quay trở lại thì chúng ta có thể là canh mua thêm.
Đấy, thì đấy là chiến lược trong giai đoạn này của chúng ta. Và hãy nhớ rằng trong giai đoạn này thì sẽ chỉ là một cái giai đoạn mà hồi phục thôi. Cho nên là mọi người hãy đừng kỳ vọng rằng là nó sẽ quay trở lại một cái nhịp uptrend hay là VN Index sẽ lên 1.600, 1.700. Thì giai đoạn đấy thì lúc đấy thì mình sẽ tính theo cái phương pháp khác, cái phương án khác. Còn giai đoạn này thì đối với mình thì nó sẽ chỉ là một cái nhịp phục hồi thôi. Vì là thông thường thì mình cũng không hay bắt đáy đâu. Đấy, mình không hay bắt đáy. Và chúng ta phải xem khung tuần này này. Đấy, xem khung tuần thì chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là trong VN Index đã uptrend đến tận 2 năm rồi. Đúng không? Đấy, đã uptrend đến tận 2 năm rồi. Mà trong giai đoạn này thì chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng nó đã mất hầu hết các cái kênh tăng giá trung và dài hạn rồi. Đấy, cho nên rằng là cái giai đoạn này thì là một cái giai đoạn mà downtrend. Đấy, và downtrend thì chúng ta hãy hạn chế giao dịch. Càng hạn chế giao dịch thì càng tốt. Và hãy như là một cái kẻ đi săn ấy. Khi nào mà có các cơ hội tốt thì chúng ta hãy tham gia, còn không thì hãy đứng ngoài. Đấy, và các nhịp phục hồi thì nó sẽ tương đối yếu. Chứ chúng ta thấy rằng là trong cái chiều hướng uptrend thì các cái nhịp đạp đấy, có thể là đạp rồi nó hồi lên, đạp xong lại lên, đạp rồi lại lên. Thế tuy nhiên là khi mà ra vào giai đoạn downtrend thì hồi lên thì sẽ lại đạp xuống, hồi lên thì sẽ đạp xuống. Cái biên độ giảm của VN Index như này thì thực ra là mình chưa đánh giá quá nhiều trong cái nhịp mà nó phải có, nó sẽ có tích lũy thêm, mà đâu đó nó sẽ có một cái nhịp về vùng 1.000 đấy, có thể là thêm về 1.000 nữa khi mà nó trên cái khung tuần này, ví dụ như là có thể lên vùng 1.300 hay là sẽ cái điều hướng tích cực. Còn sau đó thì nó sẽ có một nhịp giảm nữa nếu mà về cái vùng lại thêm một nhịp về cái vùng đáy nữa và nó tích lũy và hình thành mô hình hai đáy thì sẽ là điều tuyệt vời, còn không thì khả năng sẽ về vùng 1.000. Thì đây mới là điều, đây mới là cái đà mà mình kỳ vọng trong cái thời gian tới. Và nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng thời gian nó cũng rất là xa, cho nên giai đoạn này chúng ta cứ hãy tận hưởng cái giai đoạn trước đi đã, cái nhịp hồi này đi đã, và nó đến đâu thì chúng ta sẽ xử lý đến đấy. Không không nên đoán trước, dự đoán trước của thị trường nhiều làm gì. Thì đây chỉ là một cái kịch bản thôi, và cái kịch bản thì nó có thể sai bất cứ lúc nào, nên là mình cũng không không quá là kỳ vọng vào cái kịch bản này. Đúng không? Nếu mà nó tăng thì mình sẽ giao dịch theo cái chiều hướng tăng, đúng không? Và nó sẽ có các cái mã cổ phiếu nó hình thành hai đáy và nó hình thành các cái điểm mua thì mình sẽ mua thôi, chứ còn mình sẽ không để cái tôi quá cao khi mà giao dịch. Ok, như vậy là đã đi hết cái bản tin ngày hôm nay. Thì chúng ta hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho anh chị và các bạn. Nếu mà cần quan tâm tư vấn mã cổ phiếu thì hãy comment ở dưới phần bình luận. Còn nếu mà cần tham gia vào các cái room khuyến nghị thì mọi người có thể là vào các cái link room trải nghiệm mình đã để ở đây rồi. Chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.